Hồng Phượng mến chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến cố đô Bonn ở nước Đức nhé. Mở đầu mời các bạn nghe một đoạn nhạc của các nhạc công đường phố biểu diễn nhé. Thành phố Bonn nằm ở phía nam bang Nordrhein-Westfalen và nằm cạnh bờ sông Rhein. Bonn là một trong những thành phố cổ của Đức, nơi sinh của nhà soạn nhạc thiên tài Beethoven và có trường đại học Bonn nổi tiếng trên thế giới. Năm 1949, sau khi thế